Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lai trên toàn quốc nha. Các bác nhìn thấy cái dàn pháo nổ nha em, nó to chưa? Đấy, đỉnh cao luôn nha. Các bác về ngắm luôn ở trên đường luôn đấy. Cái này là nếu mà gửi ở miền Bắc thì là chơi được lâu. Còn miền Nam em sợ nó hỏng ấy nha các bác nha. Nên là bác nào lựa chọn cho nó dễ nha các bác nha. Chín thân hoa, cái thân này nó nở rồi thì em không tính nha các bác nha. Thân này em không tính nha. Em thân tính chín thân hoa như thế này. Đó, đẹp chưa? Nó như một dàn pháo luôn. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho là 700.000 nha, 700.000 nha. Một dàn pháo như thế này. Cái này là nó chưa thuần nhá các bác nhá. Em mới ghép thôi, nó đang chạy dễ rồi nha các bác nhá. Bắt đầu chạy dễ rồi. Bác nào lấy cái giò hoàng thảo u lôi số 1 nhá. Em bán cho các bác với giá là 750.000 nha. À 700 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 này các bác này, như các bác nhìn thấy hoàng thảo u lôi nhà em nó đẹp chưa? Đấy, nó bắt đầu nó trúng chím này, nó nở bung này. Nhìn nét lắm các bác ạ. Nếu ở ngoài nét lắm các bác nha. Một giò hoàng thảo u lôi như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha. 200.000 thôi. Có một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa. Năm thân hoa này nha các bác nha. Bác nào lấy thì em để cho là 200.000 nha. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. 11 thân hoa nha các bác nha. Cái này thì là 11 thân hoa. Đấy, một dàn pháo nó dài như thế này mà. Sướng chưa? Một giò hoàng thảo u lôi như thế này, bác nào lấy thì em để cho 700.000 tiếp nha. Các bác về các bác ngắm hoa nha. Hoa này thì cực dày, cực thơm luôn. 700.000 nha. Cho giò số 3, 4. À số 3. Số 3 nha. Số 4 tiếp này. 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9 thân, 10 thân. Cũng là 10 thân nhá các bác nhá. Này. Đó, nhìn sướng chưa? Đã luôn. Số 4. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là đây này. Đều là hoàng thảo u lôi mới trồng nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 700.000 tiếp nhá. Cho giò số 4 nhá. Trồng trên tổ quạ nhá các bác nhá. Số 5 này. Này các bác này nhìn sữa. Đấy, rực rỡ hoa luôn. Đấy, cái thân này nó còn dài hơn này. Đấy, hoa này mà. 1 thân hoa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 thân hoa thôi nhé các bác nha. Nó trồng trên tổ quạ. Nó lại có cái cục gỗ nguyên bản này. Đấy, nó như này này. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số 6 nha. Số 7 này các bác này. Đấy, hoàng thảo u lôi nha em này. Cái này thì nó nở nhiều rồi. Nó nở 4 cành rồi.
nên là còn có một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa thôi. Ai các bác này nhìn đã chưa? Đây, nụ nhá. Đấy, nó dài như thế này mà. Đây, người em đây. Đó, chịt đất rồi nhá các bác nhá. Một giò hoàng thảo ú lồi như thế này em để cho các bác với giá là 480.000 nha. 480.000 nha. Cho giò số 7 nhá. Số 8 này. Vẫn là hoàng thảo ú lồi 1 2 3 4 5 6 7 7 thân còn hoa nhá. À, đó. Còn hai thân này thì nó nở này. Đó. Bác nào lấy cái giò này này. Em để cho là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Cho giò số 8 nhá. Toàn hoa là hoa này các bạn ạ. Số 9 này. Cái này là u lồi thuần nha các bác nhá. Cái này là u lồi thuần. Có 3 thân hoa thôi, như nó đều nhau như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 420.000 nha. 420.000 nha. Đó, nhìn đẹp, đẹp không? Tuyệt vời luôn. Có 3 thân hoa, 2 mầm gốc. Cho giò số 9 nha. Số 10 là hàng ngắn nha, tổ vẫn là trồng và tổ quạ hoàng thảo u lồi. Đấy, nụ đây nha các bác nha. Bác nào lấy này, một thân hoa 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 thân hoa nhá, à 10 thân hoa nhá, như thế này. Đang nụ nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 400 nghìn nha. 400 nghìn nha. 10 thân hoa như nó ngắn nha. Cứ có hoa là em đếm nha. Có nụ là em đếm. Cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Vẫn là hoàng thảo u lồi. Hàng mới trồng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giò này bé nhá. 7 thân hoa như thế này thôi. Nụ đây nha các bác nha. Đó. Đây nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 300 nghìn. 300 nghìn nha. Cho giò số 11. Số 12 là vẫn là hoàng thảo u lồi. Như cái này thì đẹp các bác ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thân có hoa nha các bác nha. Nụ đây nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 420.000 nha. 420.000 nha. 420.000 nha. Cho giò số 12. Quay u lồi thế thôi các bạn. Số 13 này. Một mầm gốc, hai mầm gốc, 3 mầm gốc, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc. Mới được con nhìn thấy con 5 mầm gốc thôi. Còn hai thân nó vẫn còn chưa sinh nhì gì luôn. Chưa ra được luôn. Có 6 thân hoa nhá. Bác nào lấy cái giò này. Nguyên bản đấy nhá. Nguyên bản đây nhá. Em bán cái giò này cho các bác với giá là 1 triệu 600 nghìn nhá. 1 triệu 600 nghìn nhá. 6 thân hoa. 5 mầm gốc. Vẫn còn hai thân chưa ra hoa luôn. Cho giò số 13. Đây là các bác này, 5 cây Vanda Uyên Ương như thế này. Đấy. 5 cây nhá. Cái này là em trồng thuần rồi nha, em cắm đũa vào thôi. Cho nó đứng cây thôi. Như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 120.000 nha. Vanda Uyên Ương thì siêu hoa, hoa thì siêu thơm nha. Cho giò số 14.
số 15 nè các bạn này, một cái giò giáng hương tam bảo sắc nhá, ghép vùng quanh luôn như thế này. Đấy các bác nhá. Đấy nhá. Đấy, đẹp chưa? Xếp đẹp nhá. Em đếm cái giò này nó chỉ được có 37 bông hoa các bác nhá. Kể cả hỏng thì nó vẫn phải được 35 bông nha các bác nhá. Đấy, một giò to như thế này. Đây nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 1.200.000 nha. Nha, cho giò số 15. Số 16 này các bác này, Van Đa Viên Hương này, một giò như thế này. Cái này nó bé quá nên là em ghép thêm nó vào đây cho các bác nhá. Một giò Van Đa Viên Hương như thế này, bác nào lấy thì em cũng để cho là 150.000 nha, 150.000 nha. Cho giò số 17 nhá. Số 18 này các bác này. Đây. Cái khúc nguyên bản đây, em đã cho vào chậu như thế này. Đấy, đẹp chưa? Các bác cộng cho em thêm 70.000 nữa nha. Bác nào lấy cái giò này nè, em để cho là 530.000. 530.000 nha. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Như thế này. Đấy. 530.000 nhá. Cho giò số 18. Số 19 à. Cái này thì cây này được có 2 bông thôi nhá. 2 bông thôi nhá các bác nhá. Như thế này. Cây này được 1 bông. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 420.000 nha. 420.000 nha. Được 3 bông hoa đây nhá. Các bác về đặt vào chậu cũng ok luôn. Cho giò số 19 nha. Số 20 nha các bác nhá. Một cái cây nhện đỏ như thế này, một mẹ một con. À, hai con luôn. Đấy, cái cây này. Lá thì siêu to nha các bác nhá, lá siêu to đấy. Một cây như thế này bác nào lấy thì em để cho là 180.000 nha, 180.000 nha. Đấy, trong cây nhện trong đấy. Một trăm tám mươi nghìn nhá, cho một cái cây nhện đỏ này nhá. Bác nào muốn lấy mặt hoa thì kết bạn Zalo với em nhá. Cho giò số 20. Số 21 này vẫn là nhện đỏ này. Đấy, đây nhá, một mẹ một con nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em cũng để cho các bác với giá là 180.000. 180.000 nhá. Cho giò số 21 nha. Số 22 này. Một bông hoa, hai bông hoa. Được có 3 bông hoa, 4 bông hoa thôi. Các bác nhá, cây bé bé này nó vẫn có hoa bình thường này. Đấy, có mỗi cây này là không có hoa thôi. Một giò 5 cây như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 160.000 nha. 160.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Một
cái giò này là được 1 bông, 2 bông, 3 bông, 4 bông, 5 bông, 6 bông. 6 bông hoa nha các bác nha. 6 bông hoa. 7 cây, 6 bông hoa. Như thế này. Bác nào lấy thì em để cho là 220.000 nha, 220.000 nha. Nếu mà các bác nào lấy có một giò như thế này, cả cước nó vào 250. Đó, cả cước nó vào 250. 30.000 tiền cước đâu. Cho giò số 24. Số 25 này các bác này. Đấy, nhìn này. Trắng tinh tình tình luôn. Các bác nhá. Đen rô xuân nhá. Này, các bác này. Nhìn này, đây em để như này xem nó có đủ độ cao không. Đấy, đẹp chưa? Đây nha. Một giò đen rô xuân như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 2 triệu nha, 2 triệu nha. Siêu hoa nha các bác nhá, siêu hoa nha. Đấy, siêu hoa luôn. Cho giò số 25. Đây số 26 này các bác này. 3 thân hoa mà mới nhìn thấy có 2 mầm gốc rồi các bác ạ. Cái này thì nó đang che này. Không chết đâu, mầm gốc không chết đâu. Còn cái này thì nó chùm rễ hết vào này. Đấy, các bác về các bác cắt cái rễ đi là nó ra được hoa mầm gốc nha. Hai thân, ba thân hoa như thế này, nguyên bản từ rừng nhá. Và hai mầm gốc, bác nào lấy thì em để cho là 600.000 nha, 600.000 nha. Đấy. Đây các bác nhìn hoa tím chưa? Thân nó dài chắc phải được 80 gì đến 90 cm này các bác nhá, thân hoa ấy. Cho giò số 26 nhá. Số 27 đây. 3 cây cẩm báo như thế này. Cây này nó có được 2 bông hoa, ở giữa được 2 bông hoa, cây này có 1 bông hoa. Một giò cẩm báo như thế này. 3 cây. To cao nhá. Em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 27. Số 28 này, 1 mầm gốc, 2 mầm gốc, 3 mầm gốc, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc. Mà có 2 thân hoa thôi, dài như này này, nụ đây nha các bác nha. Đấy, nụ đây nha. Nụ đây nha, cái thân này nó bị gập, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến nụ luôn. Các bác nha, các bác về dựng đứng lên cho em là ok. Đây, cao này, cao hơn dây luôn nha. Đấy. Một giò như thế này, bác nào lấy thì em để cho là 650.000 nha, 650.000 nha các bác nha. Đấy, một giò to như thế này mà có 650.000 đâu. 5 mầm gốc nha. Cho giò số 28 nha. Đây số 29 này. Cái giò cáo này thì được 2 bông hoa nha các bác nha, 2 bông hoa nha. Một giò cáo như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho là 450.000 nha, 450.000 nha. Nó có chậu vào nên là nó sẽ khác đi nha. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.